Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Tiếp tục video này mình cũng chia sẻ cho các bạn tham gia một chương trình Lead and Chase đến từ sàn Binance nha các bạn. Ăn chia tổng giải thưởng là 60.000 đô la token BOT nè bạn. Thì để đủ điều kiện của dự án này thì các bạn cần phải giao dịch từ 150 BOT trở lên nha các bạn. Trong các cặp giao dịch là đủ điều kiện nha các bạn. Bao gồm cả mua và bán, buy và sell. Thì để tham gia giám này các bạn cần có một cái tài khoản trên sàn Binance và hoàn thành KYC nha các bạn. Sau đó các bạn nạp con USDT vào sàn Binance nha các bạn. Thì bạn bấm vào deposit. Các bạn nhấp vào USDT, các bạn nạp vào địa chỉ BPS2 hoặc là BPS20 nha các bạn, hoặc là mang son các kiểu. Sau khi các bạn nạp lên sàn xong thì các bạn bấm qua một support này. Các bạn qua một chay. Các bạn gõ từ bot nha các bạn. Rồi các bạn chạy qua USDT nè. Rồi sau khi các bạn có con USDT thì bạn bấm buy nha các bạn. Buy qua sell nè. Để cây tập cần này là 2 đô. Thì lượng giao dịch 2 đô 150 nè. Nhân 2 nè. Thì các bạn còn phải có lượng tổng giao dịch là 300 nha các bạn. Buy và sell. Tổng lượng volume giao dịch là 300 đô la buy hoặc sell nha các bạn. Thì bạn mua nè. Mua 100%. Rồi bạn bấm sell nha các bạn. Bán 0.89 sell nó mất phí nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn bấm vào mục đây nè các bạn. Các bạn qua mục chain history nè. Các bạn cộng lại đủ 150 bot là các bạn đủ điều kiện nha các bạn. Rồi sau khi đủ điều kiện thì các bạn cần click vào link mô tả dưới video của mình, các bạn mở link form lên các bạn. Để mình khai báo liên phong các bạn. Rồi các bạn copy GUID sang Binance nè. Rồi các bạn dán vào liên phong này nè các bạn. Thì sau này tôi cần phân phối gì đây nha các bạn. Rồi đáp án thì tôi để phần link mô tả dưới video cho các bạn nè các bạn. Đáp án A là cụ C to head. Ủa đáp án A là to head IDO. Đáp án nó hơi đảo lộn nha các bạn. Rồi câu 1 là đáp án C nè, chắc đáp án không có đảo lộn mà. Câu số 2 câu B sẽ tách. Rồi đáp án không có đảo lộn các bạn. Đáp án câu số 3 là IDO X. Câu số 4 là Remin. Dự án Remin hay ta? Boca Tutter, dự án Remin. Câu số 5 là Adap the Book. Câu số 6 Adap the Book luôn nha các bạn. Rồi để mình kiểm tra làm lần nữa. Rồi các bạn cũng gỡ là xong nha các bạn. Rồi vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình Lead and Chase ăn chia tổng giải thưởng là 60.000 đô la token BOT đến đây kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo từ mình nhé.